thân gửi con gái và những người phụ nữ hiện đại. Chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, đừng hy sinh bởi vì bất kỳ lý do nào. Những ngày vừa qua, tim của mình cứ mỗi lần các bạn ấy nói về cái dự án này là mình sẽ lại bật khóc. Cái dự án này mai bắt đầu nhen nhóm ý tưởng là tháng 2 năm 2020, trái biết mà là ai cả. Tháng 2 năm 2020, cuộc sống của mình lúc đấy vẫn còn đang nằm trên một cái giường, bốn cái chân đang gãy và cái đệm ở giữa nó trồi lên như thế này này. Và mỗi một lần mình nằm ở trên đấy, mình và con mình sẽ cười rất là khúc khích luôn, bởi vì mình rất là hạnh phúc khi nằm trên một cái giường gãy như vậy, cho dù lúc đấy mình chẳng có cái gì về tài chính. Tháng 2 năm 2020, mình đi một cái sự kiện manifestation của một diễn giả, và mình nhớ rất là rõ ràng là trong cái sự kiện ngày hôm đấy, cho dù mình không có nhiều tiền đâu, nhưng hồi đấy mình đã mua cái vé khá là VIP và mình cho bản thân mình một cái sự đãi ngộ cao nhất. Và mình nhớ là mình đã nói với bản thân mình một điều, đấy là nhỡ đâu đây là cái lần cuối cùng mà mình cảm thấy struggle với tiền bạc thì sao. Mình đi vào trong cái sự kiện hôm đấy, có một cái trường năng lượng được activate ở bên trong mình. Mình đã nhìn thấy một cái vision của cái tiêu đề, một cái tựa sách. Hồi đấy cũng chưa biết là cái tiêu đề nó là cái gì luôn, nhưng mình đã biết được cái câu đầu tiên mình sẽ viết là gì. Thực sự là như vậy, mình đã biết được cái câu đầu tiên mình đã viết là gì. Và cái câu đầu tiên đấy, nói ra chắc lại khóc mất. Thân gửi con gái và những người phụ nữ hiện đại, chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, đừng hy sinh bởi vì bất kỳ lý do nào.